Đấy. Chỗ này để uống trà tối. Bên kia là phòng làm việc. Khóa cửa trong cái phòng làm việc. Xe này sắp đổi rồi các bạn. Sắp đổi xe khác. Đức Anh đi làm về chưa em? Đổi sang Lăng Cung Dơ bản Trung Đông mới. Đang tìm nhưng mà chưa gặp. Không, nhưng mà đi đi lake này là vẫn sướng nhất, an toàn nhất. Mình vẫn thích đi lake hơn hơn là đi lăng. Bên mình bây giờ mới có 3 giờ hơn, 3 giờ chiều. Không thấy điệp mọi người ạ. Không thấy điệp đâu. Bên này thì xe nó cũng rẻ hơn Việt Nam mình nhiều. Ở nhà ví dụ mua 3 tỷ thì bên này mua 2 tỷ. Vì cái tiền thuế nó ít. Như con Lexus mới ở bên này mua tính ra là con LX600 là có 6 hay là 8 tỷ thôi. Còn ở nhà mình thì mình không biết, ở nhà mình chắc là trên 10. Không, đi đường xa đi xe này nó khỏe mọi người, đi nó êm mà nó an toàn. Mình thích một cái nó an toàn, cách âm thì tốt. Đi anh Quý toàn đi tận đến 230 cây với 240 km trên giờ. Đi đường xa đi xe này an toàn. Trước mình có bán tải, trước mình đi con Raptor F150. Đi con đấy sướng. Bán tải nhưng sướng, nó cũng là V8 đi sướng. Nhưng mà trên thủ đô này đi xe đấy, đi công việc nó hơi hơi bị bất tiện, sau mới đổi sang xe này. Vì xe mình thì nhìn thế, vào trong xe cho các bạn vào xem trong xe nhìn có khác gì cái chuồng lợn không. Đây, cho mọi người tham quan xe của mình nhé. Ôi, không có chìa khóa này. Trong xe nhìn chán lắm. Xe thì suốt ngày để bẩn. Hôm trước xuống bản anh Đông có mua được của người dân trong bản một cái quả bầu này về để đây cho đẹp. Xe hôm trước chở trứng lên vỡ thối
mua Lambo, bên này có Lambo đâu, bên này đi Lambo thì hỏng hết, mua về chỉ để làm cảnh mà tiền đâu mà mua ấy. Hôm nào mua mấy cái tấm giống của anh Quý về để trên đây có để lắng. Chào Duy Tiến, khỏe không bạn ơi? LX600 ở Việt Nam cũng khoảng 8,5 tỏi. Thì đó, bên này nó rẻ 1/3 đấy. Tầm bên này nó tầm 6 tỷ. Xe của anh Hòa đang đưa vào để độ độ lên năng, nhìn cũng đẹp lắm, chắc là sang tuần là xong. Anh Hòa nhiều xe lắm. Anh không ra đường cho mát. Bạn bạn sang chơi với tớ, bạn Tiến này. Còn ở bên Nga không hay về Việt Nam rồi? Linh giờ đi máy bay các bạn. Linh delay đi máy bay thôi, đi xe là gì. Anh kiếm con Maybach đi cho sướng. Maybach thì 4 chỗ thì không chở được nhiều người, số bản không chở được đồ về, thỉnh thoảng còn chở được bao đất về trồng cây hay chở cây cối các thứ về. Linh thì đợt tới thì mua cho một cái máy bay riêng, Linh giờ không thích đi ô tô rồi. Đi đi về về suốt thì mua cái máy bay riêng đi thôi. Cũng chưa chắc là đi bộ đã không delay đâu các bạn, Linh đi bộ còn delay ấy chứ. Mình đang ở trên thủ đô, Linh với cả mọi người đang ở dưới bản thôi. Chào Ánh Ngọc nha, Tuti vẫn chưa dậy. Anh kể về anh Linh đi ạ. Kể về anh Ninh ấy. Mình kể suốt thì có gì đâu mà kể đâu. Linh thì trên video thì như vậy mọi người cũng nhìn thấy, ở ngoài đời ở trên video như nào thì ngoài đời Linh thế. Chả khác nhau là mấy. Ở ngoài đời Linh còn nhút nhát hơn ấy. Tạm xa Linh vài bữa xuống chơi. Xuống gọi là bú phê em dai. Ấn tượng về lần đầu gặp anh Ninh đi anh. Lần đầu gặp Linh à? Lần đầu gặp Linh thì anh em cũng nói chuyện qua 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 mạng trước rồi, nên là lần đầu gặp thì cũng bình thường. Linh cũng ngại ấy, ngại tiếp xúc với cả người lạ thì Linh cũng bình thường nữa, có gì đâu. Gặp thì anh em chào hỏi nhau, ngồi ăn uống nhậu nhẹt thế đó. Xong dần dần chơi cùng với nhau rồi, quen rồi, hợp rồi gì rồi, nói gì nói gì hơn rồng luôn. Lúc mà mới gặp thì Linh ít nói á. Mọi người gặp Linh ở Việt Nam mọi người biết ấy, lúc mà Linh đi ra ngoài mà gặp các bạn ấy mà xin chụp ảnh các thứ ấy, Linh cũng bình thường như vậy ấy, thì lúc mình gặp Linh thế. Tính Linh thì như vậy. Trước anh chuẩn bị kể chuyện hôm bữa
với em dài chắc chắc là nói đến cái từ đấy bị sập đấy mọi người. Anh làm cái clip như anh Tiến Á nói lần đầu anh em gặp à. Thôi thực ra là mình cũng chia sẻ nhiều rồi mà, mọi người ai hay xem livestream của mình thì mình cũng hay chia sẻ mà. Ok hơn mình thì Linh nhút nhát như vậy, tính của Linh là như vậy, tính của Linh là ai cũng như ai hết, bình đẳng hết, bình thường hết chứ cũng không có gì. Nói chung là trong video như nào thì ở bên ngoài Linh như vậy. Bên này bây giờ mới có đang 3:30 chiều. Chị ơi. Cháu đi làm về rồi à? Anh Nai nâu tí em nghe cho dễ ngủ. Anh ở bên mở công ty gì vậy? Công ty thì mở công ty thương mại, công ty dịch vụ, công ty marketing, nói chung là một công ty mình có thể mở được nhiều ngành nghề, có thể mở được về xây dựng. Mình làm theo ngành nghề nào thì mình mở theo ngành nghề đấy. Hiện tại thì mình có một công ty nhưng mà mấy lĩnh vực. Còn Sara thì mở một công ty là công ty bên truyền thông, kết hợp cùng với cả đài truyền hình của Angola để làm. Em tưởng anh mở cả công ty xăm chỗ. Đấy là ngành dịch vụ. Ai mở công ty xăm chỗ ấy? Bạn biết đùa hết rồi. Mình không thấy Điệp hiện ở trên đây mọi người ạ. Nên không ai được. Không thấy Điệp hiện ở trên đây. Công ty tattoo cho ngầu. Nôi bấm nhầm gì không BK được anh à? Thế chắc thế. À vừa mình gửi hóa ra thằng Lôi nó tắt à? Bên này thì người Việt mình hiện tại đang có khoảng tầm 10.000 người các bạn, cũng là thuộc top những người nước ngoài có đông dân cư ở bên đây.